Thông báo nhanh số 322 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2022. Tính từ 18 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2022 đến 18 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2022, ghi nhận 990 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó thành phố Vũng Tàu ghi nhận 255 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung, 253 ca đang cách ly tại nhà, 1 ca ngoài cộng đồng tại phường 9. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 177 ca, trong đó 153 ca đang cách ly tại nhà, 24 ca ngoài cộng đồng, trong đó 3 ca phường Phước Hưng, 3 ca phường Phước Hiệp, 2 ca phường Phước Nguyên, 2 ca phường Long Tâm, 1 ca phường Phước Trung, 3 ca phường Long Hương, 3 ca phường Kim Dinh, 1 ca xã Tân Hưng, 3 ca xã Long Phước, 3 ca xã Hòa Long. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 135 ca, trong đó 122 ca đang cách ly tại nhà, 13 ca ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca phường Phú Mỹ, 2 ca xã Tân Hòa, 1 ca xã Tân Hải, 4 ca phường Mỹ Xuân, 2 ca phường Hắc Dịch, 1 ca xã Châu Pha, 1 ca xã Tóc Tiên. Huyện Châu Đức ghi nhận 122 ca, trong đó 106 ca đang cách ly tại nhà, 16 ca ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca xã Bầu Chinh, 2 ca thị trấn Ngãi Giao, 2 ca xã Bình Ba, 4 ca xã Xuân Sơn, 1 ca xã Xà Bang, 2 ca xã Cù Bị, 1 ca xã Quảng Thành, 1 ca xã Kim Long, 1 ca xã Suối Rao. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 81 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Long Điền ghi nhận 67 ca, trong đó 15 ca đang cách ly tại nhà, 52 ca ngoài cộng đồng, trong đó 7 ca thị trấn Long Điền, 5 ca thị trấn Long Hải, 1 ca xã An Ngãi, 31 ca xã Phước Tỉnh, 8 ca xã Phước Hưng. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 90 ca, trong đó 6 ca đang cách ly tại nhà, 84 ca ngoài cộng đồng, trong đó 4 ca xã Phước Thuận, 1 ca xã Phước Tân, 4 ca xã Xuyên Mộc, 6 ca xã Tân Lâm, 36 ca xã Hòa Bình, 5 ca xã Hòa Hưng, 1 ca xã Hòa Hội, 3 ca xã Bưng Riềng, 24 ca xã Bình Châu. Huyện Côn Đảo ghi nhận 63 ca, trong đó 21 ca đang cách ly tại nhà, 42 ca ngoài cộng đồng, trong đó 7 ca khu 2, 13 ca khu 3, 4 ca khu 5, 1 ca khu 6, 5 ca khu 7, 6 ca khu 8, 4 ca khu 9, 2 ca là người đi từ thành phố Hà Nội về huyện Côn Đảo. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 63 ca, tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 85,8%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 2.688, giảm hoàn thành cách ly 1.681. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Hãy cùng nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K, thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh, nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch, hạn chế di chuyển tới những nơi có dịch đang bùng phát khi không cần thiết để đảm bảo cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Khi người nhà của các bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc bệnh nhân mắc COVID-19, F0 cần hỗ trợ, hướng dẫn cách chăm sóc và điều trị cho các F0 tại nhà. Hãy gọi tổng đài chăm sóc F0 điều trị tại nhà với đầu số 02547300730 hoặc liên hệ đường dây nóng Ban chỉ đạo tỉnh 088 8800 247 để được tư vấn khi cần thiết.